Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng, với mong muốn có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Hôm nay thì em xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người hai tác phẩm, đó chính là một cặp Mai Bình, mẫu chế tác hình ảnh là Tùng Hạc Diên Niên kết hợp với hình ảnh là Công Danh Phú Quý. Tác phẩm này thì thuộc chất liệu là sứ trắng, họa tiết vẽ tay, họa tiết vẽ tay. Sứ này gọi là hàng sứ trắng men khử. Để tạo ra cái chất sứ này thì nguyên liệu làm sẽ phải làm từ đất sét trắng xương trong, được tự lọc loại bỏ toàn bộ tạp chất để cho ra cái phần đất mà không có tạp chất gì cả, nó sẽ cho ra cái loại sứ trắng tinh như đá. Và cái nhiệt độ nung của tác phẩm này là lên đến 1.300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra cái loại sứ mà trắng tinh và âm thanh thì rất là đanh, trong và vang tiếng. Nghĩa là lên đến mức nhiệt 1.300 độ C là mức nhiệt cuối cùng và mức nhiệt cao nhất, chứ không phải là vừa đun vào cái mà lên 1.300 luôn. Nghĩa là lên sẽ mức nhiệt sẽ lên từ 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 và mức nhiệt cao nhất là lên đến 1.300 độ C. Màu sắc là bền, trường tồn với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng. Tác phẩm này thì có kích thước chiều cao là 82 cm và đường kính bụng là 42. Trọng lượng của mỗi tác phẩm là rơi vào tầm 20 cân, 20 cân cho một tác phẩm này. Thì cái trọng lượng này thì không phải lúc nào cũng sẽ chuẩn như nhau mọi người nhé, bởi vì sản phẩm này là đổ khuôn, chính vì vậy là chỉ cần để thời gian lâu lâu hoặc là nhanh hơn một chút thôi thì cái độ dày độ mỏng của cái bình nó sẽ khác nhau, bởi vì là sản xuất thủ công. Chính vì vậy là cái trọng lượng của bình nó sẽ không phải là cái nào cũng giống cái nào. Họa tiết chế tác ở trên tác phẩm này, như một cái bình này sẽ có hai họa tiết. Họa tiết hình ảnh là Công Danh Phú Quý như anh chị đang nhìn thấy đây, và một mặt là hình ảnh Tùng Hạc Diên Niên, một mặt là hình ảnh Tùng Hạc Diên Niên và một mặt là hình ảnh Công Danh Phú Quý. Ở giữa thì được chế tác hình ảnh là hoa văn và hình ảnh rơi ngậm tiền đây, ở giữa đây rơi ngậm tiền là biểu tượng của tài lộc, tài lộc về với gia chủ. Ở dưới chân thì chế tác họa tiết hoa văn. Ở trong cái cảnh hình ảnh Tùng Hạc này, Tùng Hạc Diên Niên này thì được chế tác là hình ảnh bối cảnh là ở một cái cây tùng cổ thụ rất là to và có một bầy chim hạc đang tề tựu ở trên cái thân cây tùng này, và xa xa là hình ảnh núi Sơn Thủy, và xa xa là hình ảnh Sơn Thủy. Tiếp đến là hình ảnh chim công. Chim công thì một cặp chim công. Chim công là biểu tượng của phú quý, giàu sang, của sự vương giả và hạnh phúc. Kết hợp với bên đó là hình ảnh một cây hoa đào cũng rất là cổ thụ và đang đơm hoa rất là nhiều. Hoa đào là biểu tượng của may mắn, và xa xa cũng là hình ảnh Sơn Thủy hữu tình. Xa xa cũng là hình ảnh Sơn Thủy hữu tình. Thì tất cả những cái họa tiết khi mà chế tác lên bình phong thủy sẽ đều có một cái ý nghĩa riêng. Ví dụ như hình ảnh Tùng Hạc Diên Niên, thì người xưa ấy, thay vì người ta sẽ phải viết một cái bức tranh là viết chữ lên, thì họ sẽ ẩn dụ những cái ý nghĩa ở trong tranh. Tranh hình ảnh là Tùng Hạc Diên Niên. Cây tùng là biểu tượng cho cái sức sống mãnh liệt, dẻo dai, nó giống như là cái sức khỏe của con người ấy. Chim hạc là biểu tượng cho trí tuệ. Chim hạc là biểu tượng cho trí tuệ và sự trường thọ. Và cái sơn thủy đằng sau ấy là biểu tượng cho sự trường tồn vĩnh cửu. Như vậy là thay vì người xưa người ta viết một cái bức tranh có chữ là có trí tuệ, có sức khỏe thì mọi thứ sẽ là bền vững. Đấy, thì người ta sẽ ẩn dụ ở trong cái hình ảnh bức tranh hình ảnh Tùng Hạc Diên Niên. Đấy là cái ý nghĩa của cái hình ảnh Tùng Hạc Diên Niên này. Nghĩa là khi mà chúng ta có sức khỏe, chúng ta có trí tuệ, bồi dưỡng vào trí tuệ và bồi dưỡng vào sức khỏe thì mọi thứ nó sẽ là bền vững. Đấy là cái ý nghĩa của hình ảnh Tùng Hạc Diên Niên. Còn hình ảnh Công Danh Phú Quý cũng vậy. Công Danh Phú Quý là biểu tượng cho phú quý giàu sang, phú quý giàu sang, sự thăng tiến và gia đình ấm no hạnh phúc. Chính vì vậy là sự kết hợp của hai cái hình ảnh này trên một tác phẩm nhé, là bồi dưỡng trí tuệ, có sức khỏe, phú quý giàu sang sẽ đến với chúng ta mãi mãi trường tồn. Đấy là cái ý nghĩa của cái tích cảnh và sự kết hợp của hai cái tích cảnh này. Mỗi một họa tiết sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau. Em sẽ làm từ từ về tích cảnh và cái ý nghĩa của các họa tiết đấy để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn. Đấy, thay vì người ta sẽ phải viết viết chữ ra, người ta treo chữ thì người ta sẽ chơi tranh. Người xưa người ta rất hay chơi tranh vừa đẹp mà lại vừa hiểu. Nghĩa là chơi tranh nó sẽ là hiểu được rất nhiều cái ý nghĩa. Đây chỉ là một cái ý nghĩa thôi, một trong số rất nhiều cái ý nghĩa khác nữa mà người ta có thể hiểu theo nhiều hướng khác nhau. Thì cái cặp này mọi người có thể trưng bày nhá. Ví dụ
như là mọi người có thể trưng bày là hai mặt hình ảnh chim công ra, hai mặt hình ảnh chim công đấy, hai mặt hình ảnh chim công, hai mặt hình ảnh tùng hạc diên niên, hai mặt hình ảnh tùng hạc diên niên. Cái sứ này là sứ xuyên sáng, sứ thấu quang, về anh chị có thể dùng đèn anh chị soi vào đây là ánh sáng nó xuyên xuyên qua. Đây là thể hiện cái chất sứ trắng, sứ trong. Với cái chất sứ này ấy thì khi mà nó vẽ họa tiết lên bên trên nó mới nổi bật sắc nét và nó có cái độ bóng, độ sâu. Em sẽ lật ở dưới đáy lên cho mọi người nhìn nhé, nó khá là nặng. Đây là dưới đáy của tác phẩm, hàng sứ trắng này. Đây là phần trên miệng này. Đấy. Cái bình này nếu như anh chị nào mà Tết anh chị cắm thêm một cành đào rừng lên bên trên thì tuyệt vời, nhưng mà cành đào rừng thì mình phải lựa chọn được cành đào cái đoạn cán của nó thẳng và nó phải dài, cán dài và thẳng. Và cái em sẽ đo cái cổ bình, cái miệng cổ bình để cho mọi người cùng tham khảo. Cái miệng cổ bình này của nó sẽ là 11 cm, đường kính của cái miệng này là 11 cm này. Như vậy là mình có thể đưa một cái cành đào với cái đường kính khoảng 9 cm vào đây. Đấy, anh chị có thể cắm cái tác phẩm này. Ví dụ ngày Tết mình bày một cặp rồi, mình làm hai cành đào ra rất đẹp. Nhìn họa tiết trang trí ở bên dưới, đào nở ở bên trên thì rất là tuyệt vời. Sau khi mà chúng ta đã chơi hết ngày Tết rồi thì chúng ta có thể là bỏ cành đào ra và chúng ta lại chơi lại nguyên bình thì nó rất là đẹp nhé. Và tất cả những sản phẩm này thì bên em đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng mọi người mở ra kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không xiết mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Thế nên là mọi người yên tâm về chất lượng sản phẩm. Và chơi những chiếc bình phong thủy thì mọi người nên tìm hiểu về cái ý nghĩa của tác phẩm đó, thì cái tác phẩm đó sẽ có cái giá trị hơn. Vừa giá trị về mặt vẻ đẹp và vừa giá trị về mặt tinh thần mỗi khi mà chúng ta nhìn vào đó. Đấy. Ví dụ như anh chị nhìn vào cái tích cảnh tùng hạc này, hàng ngày mình sẽ nhìn thấy. Và nó giống như kiểu là một lời nhắc nhở chúng ta là gì? Luôn luôn phải rèn luyện về cả trí tuệ lẫn cả sức khỏe thì chúng ta mới có một cái cuộc sống hạnh phúc viên mãn như mà chúng ta mong muốn. Bây giờ thì em sẽ xin phép được quay cận vào tác phẩm nhé, để mọi người được nhìn rõ hơn cái chi tiết ở trên tác phẩm này. Rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để theo dõi hết video này. Chúc tất cả mọi người luôn luôn có sức khỏe. Rồi, xin chào mọi người. Hiện tại thì em đang quay cận vào phần thân để cho anh chị cùng quan sát tác phẩm này. Thì đây là hình ảnh một cái cây đào rất là to nhé. Sẽ để phần nền sứ trắng này. Phần núi này thì có được tạo thêm một lơ một chút màu để tạo nên cái sự huyền ảo, nó giống như là mây trườn trên núi. Đây là hình ảnh chim hạc đây. Vẽ tay hoàn toàn, màu bền trường tồn với thời gian. Và đây là sứ bát tràng mọi người nhé, sứ bát tràng. Và có một cái lưu ý nữa dành cho mọi người. Hai tác phẩm này, ví dụ như họa tiết của nó sẽ không giống nhau 100% được, bởi vì là vẽ tay không giống nhau 100% được. Nó sẽ có những cái chi tiết nhỏ sẽ khác nhau. Bố cục thì sẽ giống nhau, nhưng mà chi tiết nhỏ sẽ khác nhau. Đây là một hình ảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 chú chim hạc ở trong một cái cảnh này. Cửu hạc, quần tùng, 9 chú chim hạc. Ở trên này có một hai chú nữa này, lát em sẽ quay lên. Còn ở đây là có, ở dưới này có 7 chú này. Đây là hình ảnh chim công này, em sẽ quay mặt công ra mọi người cùng nhìn nhé. Đây là chim công đây. Công danh phú quý. Công danh phú quý này hay cũng được có thể được gọi là công thành danh toại thì đều có ý nghĩa như nhau. Nghĩa là thành công, có sự nghiệp như mình mong muốn. Đấy là thành công trong cuộc sống. Thành công thì ở đây mình có rất nhiều thứ để gọi là thành công. Thành công về trong công việc này, thành công trong gia đình này, thành công trong việc bồi dưỡng về cái trí tuệ của mình này. Nói chung là cái thành công này nó sẽ bao quát rất là nhiều. Đây gọi là công danh phú quý hoặc gọi là công thành danh toại, là hình ảnh chim công. Chim công này thì được ghép cặp với rất nhiều mẫu họa tiết, được ghép cặp với rất nhiều mẫu họa tiết. Đây là hình ảnh một cái cây hoa đào cổ thụ này. Đây là hình ảnh một cây hoa đào cổ thụ nhé. Đây là phần hông đây ạ. Hông thì được trang trí họa tiết là hoa dây và kim tiền, rơi ngậm kim tiền. Rơi ngậm kim tiền đây. Rồi em sẽ quay hai mặt hạc ra cho anh chị cùng nhìn. Đây là hai mặt chim hạc này. Đây là hai mặt chim hạc.
Hai mặt sim hạc thì mọi người cũng có thể so sánh nhé, không giống nhau 100% đâu, sẽ có sự khác biệt nhỏ, nó sẽ có sự khác biệt nhỏ. Đấy là cái quý của hàng vẽ tay, giống như ở đây là có 10 chú chim hạc luôn, à, có 18 chú chim hạc ở trên hai tác phẩm, nó khác nhau. Còn nếu như mà hàng dán ấy thì là họa tiết nó sẽ giống nhau 100%, nhưng cái quý của hàng vẽ tay nó là vậy. Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng, với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp, bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay điều kiện để có thể đến tận nơi để xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy là em đã làm những sản phẩm thành video chi tiết nhất để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm. Và hiện tại bây giờ em đang làm hai kênh, ở một kênh là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì em sẽ đưa rất nhiều những dòng sản phẩm của Bát Tràng lên bên trên kênh, và mọi người có thể truy cập vào kênh để tìm kiếm những dòng sản phẩm bao gồm như là đồ gia dụng, ấm chén bát đĩa, đồ thờ và đồ phong thủy. Và một kênh thứ hai là kênh vật phẩm phong thủy. Kênh vật phẩm phong thủy thì em sẽ chỉ chia sẻ những sản phẩm bình gốm phong thủy lên bên trên kênh để cho mọi người có thể tìm dễ dàng hơn. Và mọi người có thể truy cập vào kênh vào mục danh sách phát, tìm kiếm những danh mục em đã chia nhỏ ra để mọi người có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn. Và cũng rất mong được mọi người ủng hộ hai kênh bằng cách là đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam do chính tay người Việt làm ra. Và cũng rất cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh của em, và rất cảm ơn mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.